chúng ta sẽ dựng tầng 2 này, các bạn lên tầng 2. Tầng 2 thì các bạn đầu tiên chúng ta sẽ dựng phần sàn. Phải có sàn đúng không ạ? Thì tắt của nó là SB. Và các bạn vào cái Architect này, các bạn chọn cái floor này. Đây chúng ta sẽ chọn loại sàn, đây nó cũng có rất nhiều loại sàn tôi đã tạo. Tôi sẽ chọn cái sàn là dày 100 này. Và tôi vẽ bò cái đường biên dạng đây. Nhớ các bạn là tất cả các biên dạng chúng ta đều phải khép kín nhé, nếu không nó sẽ báo lỗi. Ok. Đó. Tiếp theo tôi sẽ đục cái lỗ của thang này. Tôi dùng lệnh sáp này, sáp opening để chuyên để đục tạo lỗ rỗng. Nó sẽ đi từ tầng 1 lên tầng 3 được ạ. Tầng 3 chúng ta vẫn có cầu thang lên đúng không ạ? Ok, finish. Đây là có một cái ban công đúng không ạ? Các bạn thấy cái ảnh phối cảnh nó có cái ban công đây luôn ra này. Đúng không ạ? Rồi ok. Chúng ta vẽ tiếp cái ban công ở đây. SB này, cái vẽ sàn và ban công này. Tôi sẽ cho âm xuống 2-300 chẳng hạn. Đó. Tôi sẽ này tôi sẽ làm sàn hạ cốt đáy dầm. Ok. Đó, các bạn ra vào đây là chúng ta đã có phần sàn đấy. Đây phần sàn của tầng 2. Tiếp chúng ta vẽ tiếp tường ạ. Chúng ta lại dùng lệnh way như lúc nãy thế ạ. Các bạn cứ lại chọn cái từ tầng 2 lên tầng 3, tôi còn trên nhớ chọn tầng 3 nhé, chọn loại tường này. Ok, lại lần lượt vẽ way center. Chúng ta cứ vẽ lần lượt. Các bạn nhớ là các bạn dựng thì các bạn chỉ dựng phần khung trước, sau đó cái phần đến cái phần trang trí hoặc là thò thủ như nào chúng ta sẽ điều chỉnh sau. Nó sẽ nhanh hơn rất nhiều. So các bạn cứ đi vẽ đâu các bạn mà muốn nó chỉnh chu này thì nó sẽ rất là mất thời gian. Và nó sẽ lâu hơn. Đấy là kinh nghiệm của tôi khi đã dựng được rất nhiều nhà. Rút ra được kinh nghiệm như thế. Chúng ta cứ dựng phần khung trước. Còn cái phần chi tiết chúng ta sẽ làm sau. Đó, vậy chúng ta đã vẽ xong cái phần tường rồi. Chúng ta lại ra 3D này. Tôi sẽ xoay này. Các bạn thấy chúng ta có cái tường tầng 2 chưa? Rất nhanh đúng không ạ? Tiếp theo chúng ta lại đi đặt đồ nội thất thôi. Thì các bạn có thể copy từ tầng 1 đến tầng 2 những cái vị trí nào giống nhau. Ví dụ tôi thấy cái vị trí này nó giống nhau này. Tầng 1, tầng 2 giống nhau, nhà vệ sinh giống nhau này. Tôi copy lên. Các bạn có thể copy đồ nội thất cho các bạn có thể copy cả cửa nhé. Các bạn chọn các đối tượng cần copy này. Có cái biểu tượng copy đây này. Đó. Và chọn paste này. Chúng ta chọn online to select level này. Chúng ta copy tầng 2, chúng ta chọn tầng 2. Ok. Chúng ta đến tầng vào tầng 2 này, các bạn thấy đã có đồ chưa? Đây chưa? Đúng vị trí chưa? Ok. Còn cái cửa nó cũng giống này, tôi cũng copy luôn. Cũng lặp lại thao tác. Đó. Cầu thang tôi cũng copy select tầng 2. Đó, nó sẽ tự động nhảy cho ta từ tầng 2 tầng 3. Nhưng mà đây cái top set nó đang là 200 thì các bạn nhớ chỉnh về 0 nhé. Thì nó lên tới tầng 3 nó sẽ dừng lại. Ra 3D này. Đã thấy cầu thang, đã thấy đồ chúng ta vừa có. Ok. Đặt tiếp các phòng còn lại đi ạ. Copy cái này sang này. Copy giường sang này. Đó. Giường này có thể nhỏ hơn thì các bạn có thể điều chỉnh thông số đây. 6 chẳng hạn. Đó. Bàn trang điểm copy sang. Các bạn copy sang sau đó các bạn chỉnh lại kích thước cho đúng. Copy sang. Rất là nhanh đúng không ạ? Đó. Tiếp tủ quần áo này. Kéo ngắn lại.
tất cả các cái family này chúng tôi cung cấp thì nó đều có thông số cho các bạn là tùy chỉnh tắt tham biến nhé, nên là rất là dễ dàng để chúng ta có thể điều chỉnh kích thước chúng ta mong muốn. Đặt cửa tầng 2 này, cửa này. Đấy, các bạn thấy là cái chiều cửa nó đang bị quay ra ngoài, chúng ta có thể ấn phím cách nhé, phím cách trên bàn phím ấy, để nó đặt lại đó, nó sẽ đặt về đúng hướng của chúng ta cần. Đây nó có một cái tường nẩm đúng không ạ, tôi sẽ vẽ cái tường nẩm ở đây, quay tường nẩm này nó từ tầng 2 nó sẽ lên tới tầng 2, dụ nó cao lên 1 mét thì chúng ta sẽ ấn tầm 1.000, đây tầng 2 lên tầng 2 và lên 1 mét. Đây là cái hố thông, cái lỗ thông thông tầng đúng không ạ, chúng ta cũng dùng sáp này, chúng ta đục cái lỗ thông tầng ở đây này. Đó. Finish đó, các bạn ra 3D quan sát này. Tôi sẽ bật cái shadow lên nhìn cho dễ này. Đó, các bạn thấy chưa? Ok, tiếp đến phần cửa sổ tầng 1 giống tầng 2. Chúng ta lại copy lên. Copy. Ở đây chúng ta lên tầng 2 này. Chúng ta sẽ có cái cửa phía đằng trước, các bạn xem phối cảnh nó sẽ là cửa bốn cánh, cửa rùa đúng không ạ? Đó, ok, chúng ta đặt cái cửa rùa bốn cánh ở đây, đo này, chọn cửa rùa bốn cánh này, đây rùa bốn cánh đây, đặt nó vào đây. Ok, thế là có xong phần cửa. Tiếp như vậy là tầng 2 đã xong, quá nhanh ạ. Các bạn thấy nhanh không ạ? Quá khủng khiếp. Các bạn cứ thử làm đi ạ. Các bạn làm rồi các bạn thấy nó sẽ thấy mê thôi ạ. Bởi vì nó quá là nhanh so với CAD, mà nó lại trực quan. Chúng ta có cứ 2D chúng ta xong 3D. Thế là rất là tuyệt vời đấy ạ. Tiếp tục ra vào tầng 3 này. Tiếp này vẽ sẽ sàn tầng 3. Sàn tầng 3 cũng là sàn 100 này. Không này. Chúng ta cũng bo sàn. Finish. Đó. Các bạn thấy ảnh là có sẽ có một cái sàn nó đua ra như thế này đúng không ạ? Đây. Chúng ta vẽ tiếp vào đây. Sàn này cũng âm xuống 300. Nó cũng là sàn hạ cốt đáy dầm, hạ cốt để cho cái đáy nó phẳng nó đẹp ạ. Sau này đỡ phải có trần giả rồi. Tiếp vẽ tiếp phần tường, lại vẽ phần tường như tầng 1, tầng 2 đó. Lại chọn từ tầng 3 lên tới tầng 4 này, không này, ok. Tường bắt đầu ở đây đúng không ạ? Đây là một cái tum, chúng ta sẽ vẽ tường bao này, tường ngăn này. Tường ngăn sẽ là tường 110 này. Các bạn chỉ việc chọn tường và đặt vào thôi, rất là nhanh. Kích hai điểm, điểm đầu điểm cuối. Các bạn thấy là khi chúng ta vẽ thì có hiện tượng là nếu vẽ cái theo một mặt nào thì nó sẽ có hiện tượng là tường ta sẽ bị ngược so với hướng chúng ta cần vẽ, thì chúng ta chỉ cần kích phím cách này nó sẽ quay lại cho chúng ta. Đó, các bạn thấy không? Nó sẽ quay về đúng cái mặt lật lại, nó nghĩa là lật lại cái mặt cho chúng ta. Hiểu nôm na thế. Tiếp theo bàn thờ này. Bàn thờ, đây có bàn thờ. Đó. Đây có máy giặt đúng không ạ? Máy giặt. Tìm cái máy giặt này. Máy giặt. Đó. Ok. Đây có hai cửa. Hai cửa nhôm kính. Hai cửa đi ra này. Cho hai cửa đi ra. Tôi sẽ chọn cái cửa đây chẳng hạn. Cách lật lại này. Đó. Đây cũng có một cửa này. Cách lật lại. Ok. Như vậy chúng ta đã xong. Đây có một cửa sổ nữa. Window này. Chúng ta sẽ chọn cửa mét 2 này.
cho to cửa to hơn đi. Đó. Đó, đằng sau này nó có một cửa sổ ở đây. Tôi sẽ chọn cửa này. Cửa to. Đây. Đó. Đây là để quan sát này. Đó, các bạn thấy này. Chúng ta đã có tum xong. Đây, ở đây nó có một cái tường là cái giếng trời đúng không ạ? Đây. Các bạn vẽ luôn. Quê này. Tầng 3 nên tới tầng 3 thôi, không nên tầng 4 nữa. Nó cao lên khoảng là 600. Đó. Và trên này nó sẽ có cái máy kính các bạn. Thì chúng ta sẽ dùng vẽ bằng sàn. Đó, chúng ta dùng sàn, chúng ta tạo ra một cái sàn dày 10 và đặt vật liệu chúng ta kính thì nó sẽ là một cái máy kính. Đây chúng ta vẽ sàn này, chúng ta lên 600 này, từ tầng 3 lên 600. Đấy, nó cao trên bằng cái mặt là tường ở trên này. Đua ra một ít. Ok. Đó, là vào đây các bạn thấy này. À, chúng ta vẽ nhầm vị trí, xin lỗi. Xong nó xóa đi, vẽ, chúng ta vẽ lại. Đây các bạn. Đó. Đây các bạn, đó, chúng ta có cái máy kính các bạn. Tiếp theo chúng ta sẽ vẽ phần mái của nó. Mái các bạn nhìn hình ảnh thì nó sẽ là cái mái nó sẽ đua ra bên ngoài đúng không ạ? Rồi chúng ta sẽ vẽ cái phần mái bên trong ở trước, phần tum trước. Mái thì chúng ta sẽ lên tầng 4, chúng ta tầng mái của nó. Các bạn không nhìn thấy ở đây đúng không ạ? Thì các bạn sẽ hỏi là chúng ta không nhìn thấy bên dưới, chúng ta rất là khó vẽ. Thì đây chúng ta sẽ vào công cụ view range này. Ta chỉnh cái âm 4. Chỉnh cái view gain này xuống, chúng ta chỉnh hai đầu số bottom này và view deep này, hai cái này thì chúng ta đặt bằng nhau cho dễ quản lý. Chúng ta sẽ nhìn, nghĩa là chúng ta nhìn xuống bên dưới bao nhiêu, từ cái mặt tầng 4 này chúng ta nhìn xuống bên dưới bao nhiêu. Tôi đang cho nhìn xuống là -400 đó. Đấy. Vậy chúng ta đủ nhìn thấy cái phần tường bên dưới. Chúng ta vẽ phần mái này, mái bê tông này từ tầng 4 không này. Chúng ta chọn loại, nhớ chọn loại mái nhá, không vẽ nhầm vậy. Rồi, ta đi. Đó, chúng ta đã có phần mái được chưa? Tiếp theo giờ chúng ta sẽ, vậy là chúng ta đã xong cái phần khung đúng không ạ? Các bạn thấy nhanh không ạ? Quá nhanh. Rồi. Tiếp bây giờ đến bước là chúng ta đi chỉnh, căn chỉnh và vẽ cái mặt tiền của nó. Đây cái phần cửa hàng tôi sẽ vẽ luôn nhé. Đây, tôi sẽ vẽ luôn cái phần cửa hàng phía trước này, đó, quầy thuốc này. Đây. Tầng 220 này. Tôi cứ vẽ từ tầng 1 đến tầng 2 đi ạ. Các bạn có thể vẽ trước hoặc bây giờ các bạn vẽ được, chẳng sao. Nó không không ảnh hưởng gì đâu. Đó. Cầm kéo lại, nó sẽ tự động ra. Ok, đây nó sẽ có một cái cửa quấn đúng không ạ? Rồi, ok, đặt cửa quấn này, đây là này, cửa này, tìm đến cái cửa quấn. Đó, đặt vào đây. Đó, đã có cửa quấn, đã có cửa hàng. Cái này đang là hơi cao, đang lên tầng 2600. Tôi cho nó xuống ảnh này. Tôi sẽ cho nó xuống -400. -400. Đó. Nó sẽ bằng cái sàn này. Và từ đây chúng ta từ vào tầng 2 chúng ta chỉnh lại cái sàn này. Chỉnh lại view lên để nhìn xuống phần dưới. Chỉnh -500 chẳng hạn. -500. Ok. Đó, chúng ta nhìn thấy cái tường cửa hàng vậy. Ta chỉnh cái sàn này cho nó đua ra hết ngoài này đi ạ. Ok. Đó. Bây giờ chúng ta sẽ đi chỉnh cái mặt tiền này. Mặt tiền chúng ta sẽ có một cái bồn hoa ở đây đúng không ạ? Và một cái tường lên. Và tầng 2 này. Đây nó có một bồn hoa này các bạn. Các bạn thấy tường nó sẽ ăn hết ra ngoài này. Tôi sẽ vẽ một cái tường nó ăn hết ra ngoài này. Tầng 2 đây tôi sẽ chỉnh xuống -400 này. Lên tới tầng 3 nó sẽ lên tới tầng mái luôn. Đấy, lên tới tầng 4. Không. Đó. Bên phía bên kia nó cũng tường nó cũng bao ra hết đúng không ạ?
nó sẽ đua ra hết cái ban công này. Các bạn vào đây, đó các bạn thấy chưa? Tiếp nó có cái bồn hoa đấy, đây. Cái này hình như hơi xa xa một tí ạ. Đây cái tường quả hiệu thuốc sẽ thấp hơn cả cái đáy ban công này. Này tôi sẽ chỉnh lại. Tôi không cho nó bằng nữa, tôi sẽ cho nó thấp hơn để nó có điểm nhấn đúng không ạ? Rồi. FB này. Tôi cho nó âm xuống khoảng 600. Thấp hơn 200. Đó. Đó các bạn chọn các cái tường của cái hiệu thuốc này nhé, nhà thuốc này. Chúng ta dùng attach này, chúng ta attach và chọn cái sàn này, nó sẽ attach lên đúng cái sàn cho chúng ta. Này nó sẽ âm xuống khoảng 300. Đó, các bạn thấy thở rồi chưa? Tiếp, chúng ta vẽ tiếp cái bồn hoa này. Bồn hoa chúng ta sẽ vẽ tường 10 này. Âm 400 từ tầng 2 lên cao lên khoảng 600. Đó. Chọn fit exterior nhé, vẽ một bên ạ, ra 3D quan sát này. Các bạn vừa vẽ trên 2D, chúng ta vừa ra 3D quan sát thì chúng ta sẽ dễ nhìn thấy hơn, là nó sẽ trực quan hơn, chúng ta tránh cái sai sót của chúng ta. Cái này các bạn có thể chỉnh này, tường 220 này, các bạn chọn tường này và các bạn điều chỉnh lại đó, các bạn đỡ. Khi các bạn đã vẽ sai thì các bạn có thể chọn đây, các bạn chọn lại ngoài tường thôi, chúng ta đỡ phải đi xóa đi vẽ lại rất mất thời gian đúng không ạ? Và cái tường này tôi sẽ cho cái tường này nó ăn ra ngoài này, tường này đến mép của cái tường đấy. Đó. Cái tường này tôi sẽ bắn nó lên tới tầng 3. Đó, các bạn thấy phối cảnh nó lên tới tầng 3 đúng không ạ? Ok, đây nó sẽ lên tới tầng 3 này. Rồi, ok. Kizato sở hữu một đội ngũ giảng viên có bề dày kinh nghiệm và sự nhiệt huyết thâm niên trong lĩnh vực đào tạo giảng dạy các khóa học tổng hợp về kiến trúc xây dựng. Có một hệ thống cơ sở vật chất tiên tiến hiện đại, giáo trình từ cơ bản đến chuyên sâu cùng nhiều phương pháp học tập khoa học đem đến hiệu quả tối ưu cho quá trình học tập và giảng dạy. Đến với học viện Kizato, học viên sẽ được cung cấp những khóa học hoàn toàn miễn phí, được từng giảng viên cầm tay chỉ dẫn và nhận được những gói học bổng kèm ưu đãi trọn đời khi đạt kết quả xuất sắc tại các kỳ thi do học viện tổ chức. Ở đây, bạn sẽ được học các khoa học như AutoCAD, 3DS Max, Revit, ETAP, SAP, bóc tách vật tư, dự toán, dựng hình và được chi tiết kiến trúc công trình cùng rất là nhiều các khoa học khác. Bên cạnh việc học lý thuyết, chúng tôi luôn tạo ra các cuộc gặp gỡ, giao lưu, trao đổi giữa học viên cùng các chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực kiến trúc, xây dựng, giúp cho học viên có những trải nghiệm thiết thực để nâng cao kiến thức đã được tiếp thu, hiểu và ứng dụng nhanh chóng vào thực tiễn. Sự khác biệt của Học viện Kizato so với những trung tâm đào tạo khác là 100% giảng viên của chúng tôi là những người chủ trì, quản lý, CEO của các công ty, các nhà máy với kinh nghiệm thực chiến nhiều năm. Trong các bài giảng chúng tôi đưa ra rất là nhiều các case study thực tế giúp bạn nắm bắt chính xác công việc phải làm, các tình huống có thể xảy ra và các kinh nghiệm quý báu giúp bạn rút ngắn thời gian học, tránh được các sai lầm và vận dụng được ngay vào thực tế công việc ra kết quả chứ không phải là lý thuyết suông. Với tiêu chí lấy học viên làm trọng tâm, lấy giảng viên làm huyết mạch, lấy chất lượng đào tạo làm chìa khóa thành công. Sự thành công của học viên là linh hồn của học viện. Đặt cái tâm trong từng bài giảng, nhiệt tình trong từng hành động, quay ứng dụng công nghệ trong học tập, giảng dạy và nghiên cứu làm bàn đạp là then chốt trong thành công của học viên, cùng với mục tiêu trở thành học viện top 1 trong lĩnh vực thiết kế thi công xây dựng. Kizato cam kết sẽ mang đến cho các bạn những khóa học chất lượng, dễ tiếp thu và ứng dụng trong thực tế, không ngừng nâng cao giá trị bản thân và giá trị doanh nghiệp. Học viện Kizato, học thực tế, ứng dụng nhanh.